Bước sang phần 5. Ở phần 5 này thì các bạn chuẩn bị cho mình cái kim khâu len để chúng ta sẽ đi vào cái phần giáp các thân của phần tay áo này, thân áo này. Thế thì ở đây các bạn nhìn thấy này, chúng ta sẽ trải nó ra. Trải nó ra như thế này. Đây. Ở đây mình giáp trước một bên rồi thì các bạn sẽ lấy cho mình như sau. Có nghĩa là các bạn sẽ, mình hướng dẫn cho các bạn một cạnh trước. Nó rất là đơn giản và dễ thôi. Cũng nhanh. Đây nhá. Các bạn nhìn thấy đây. Đây nhá. Cái thân áo sau của chúng ta trải ra. Cái phần mà cổ tim này chúng ta sẽ cho ra phía trước. Đây. Hai bên như vậy. Đây. Hai cái phần cổ tim này chúng ta sẽ để ra đây. Nhớ nhá, cả sẽ bị lộn. Đấy. Còn cái phần nách này chúng ta sẽ đặt vào đây. Đấy. Các bạn sẽ lấy, có nghĩa là cứ để hai cái mặt này vào sao cho thành hình cổ tim. Thì chúng ta sẽ ráp từ dưới mà lên. Thế thì các bạn sẽ lấy cho mình ít len để chúng ta sẽ đi vào cái phần khâu ráp. Đây các bạn cùng nhìn thấy chúng ta sẽ sóng nhá, từ dưới mà lên này. Đấy, phải sóng thật đều nhá, các tránh trường hợp là sẽ bị thừa hoặc thiếu. Các bạn đưa kim vào bên trong như thế này. Đấy. Đưa kim sang cái chân bên kia, cái góc vậy nhá, chỗ góc ấy. Đấy. Và từ đây chúng ta sẽ đưa kim này hai nhánh bên này sang hai nhánh bên kia, rít thật chặt. Nó giống như chúng ta đã ráp túi, ngoài ra có nhiều kiểu ráp khác nhau. Các bạn chọn kiểu nào cũng được. Mình thì ráp kiểu này nó rất là nhanh và không bị cộm. Các bạn nhìn thấy đây, chúng ta sẽ đi hai nhánh bên này sang hai nhánh bên kia. Đi thật đều tay nhá. Đấy. Và khi đi đến được một đoạn thì các bạn nhớ phải sóng sao cho đến điểm cuối cùng nó phải đều đến điểm. Đây này, hai cái mép này nó phải chạm vào với nhau. Vậy thì các bạn ráp cho mình tương tự đến điểm này rồi chúng ta dừng lại để ráp cái phần tay áo nhá. Ở đây các bạn nhìn thấy mình đã ráp đến điểm cuối cùng này đây rồi. Vậy thì đến đây thì chúng ta còn nên để đó nhá. Tiếp theo hướng dẫn cho các bạn cái phần ráp tay áo cũng tương tự thôi. Ráp tay áo thì các bạn sẽ chập nó vào như thế này. Chập vào và cũng ráp đi từ dưới lên trên, cũng hai nhánh bên này sang bên kia. Và nhớ sóng đều đến điểm cuối cùng như thế này. Hai bên tay chúng ta đều ráp như vậy cho mình. Thì đó là cái phần ráp thân áo và tay áo vào với nhau. Và từ đây thì chúng ta sẽ đặt vào cái phần nách áo để chúng ta ráp. Khi đi đến cái điểm này thì chúng ta sẽ ráp cái cạnh này vào đã. Đây, lúc mình nói chúng ta sẽ để cái phần sợi thừa, nên thừa đầu này để chúng ta đi vào phần giáp nhá. Đây, vậy thì các bạn sẽ đặt cho mình hai cái vai áo này vào với nhau và các bạn giáp nhá. Chúng ta lấy cái sợi như mình vừa nói đó. Đây, để chúng ta đi giáp vẫn tương tự, giáp hai nhánh bên này sang hai nhánh bên kia, rít thật chặt nhá. Để cái sợi thừa này ở bên dưới. Đây, các bạn ráp cho mình tương tự đến điểm cuối cùng này đi đã. Ở đây các bạn nhìn thấy chúng ta đã ráp xong một bên vai áo. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào cái phần mà khi tay áo xong chúng ta sẽ đi ráp nó vào đây. Các bạn cùng nhìn thấy đây. Đấy.
Trường hợp của các bạn mà bị tay nó dài hơn cái thân áo thì chúng ta sẽ thu nó dần vào. Có nghĩa là các bạn sẽ đặt hai cái mép dưới vào với nhau này. Nó sẽ đi ra như thế này. Đấy, đi lên. Đấy, ví dụ như đây của mình thừa một ít, mình cũng phải thu nó vào đây. Có chắc chắn không thể thiếu được. Và từ đây chúng ta lại đi giáp tương tự. Mình giáp cho các bạn một cạnh kia. Chúng ta làm như chúng ta đã giáp vừa rồi nhé. Đây các bạn quay xuống dưới như thế này. Đây, quay ống tay này. Quay như thế này. Cái phần mà đầu giáp ấy đặt vào đây. Hai điểm cuối mà chúng ta đã giáp vào này gặp nhau này. Từ đây chúng ta vẫn giáp tương tự. Hai nhánh bên này sang hai nhánh bên kia. Đấy. Và làm tương tự. Các bạn giáp cho mình tương tự này. Đây nhá. Đấy, đi như thế này. Đi lên. Đến đây. Đấy. Có nghĩa các bạn sẽ phải chia nửa cái ống tay này ra. Muốn chính xác ấy. Chia nửa, nửa, nửa ống tay. Và đánh dấu ở tại điểm này. Cái điểm đánh dấu vàng này nó phải khớp với cái điểm mà đây, nó phải khớp cái điểm gấu trên vai áo này. Đấy, trường hợp thừa hay thiếu các bạn dồn nó cho mình các cái điểm dưới này nhá. Đấy, vậy thì các bạn sẽ giáp cho mình xung quanh đến điểm đầu này, đến điểm đánh dấu chúng ta lại xuống đến điểm cuối cùng, sau đó các bạn dấu sợi cho mình là chúng ta kết thúc được một bên vai áo và tay áo. Và đây, mình đã làm xong của một bên rồi đây. Đấy, làm xong của một bên. Các bạn thực hiện cho mình hai bên tương tự. À, là sau đó dấu hết sợi để chúng ta kết thúc và đi vào phần bo gấu tay áo và cổ và gấu áo dưới nhá. Ở đây mình đã bo trước của một tay rồi. Các bạn làm cho mình tương tự để mình hướng dẫn cho các bạn tay bên kia nhá. Ở đây các bạn nhìn thấy chúng ta đã thực hiện xong cái phần tay áo. Như vậy chúng ta sẽ phải làm xong hai tay áo rồi đi bo viền. Ở đây thì mình không còn len nữa rồi. Thì bạn nào mà còn thì chúng ta sẽ đi bo viền bằng cái len của các bạn. Ở đây mình không đủ, mình sẽ phối bằng len màu khác. Mà sợi của mình nó lại to hơn. Bởi vậy là mình sẽ bo kiểu như thế này, các bạn cũng bo theo nhá. Bo gấu để cho cái tay của chúng ta nó ôm vào. 1, 2, các bạn lên cao cho mình 2 xích. Các bạn móc cho mình mũi kép ngoặc trước, đó là mũi kép. Đây này, các bạn đưa kim xuống dưới. Đây. Rút 2, rút hết. Tiếp theo, đưa kim xuống dưới tiếp. Đấy. Đấy. Được 2 mũi liên tiếp nhá. Đối với các bạn mà len cùng màu thì các bạn sẽ móc cho mình khoảng 5 mũi. Thì các bạn bỏ cách một mũi. Ở đây của mình len to hơn, do vậy mình móc 2 mũi, mình bỏ qua một chân, móc sang chân tiếp theo. Đấy, bởi vì là to thì nó sẽ bị cộm, thì dẫn đến tay áo chúng ta nó sẽ không được bo ôm. Vì thế nếu len cùng màu, các bạn sẽ cách cho mình, ví dụ liên tiếp 5 mũi như thế này thì bỏ cách qua một chân. Đấy, kiểu như thu hai về một đó. Còn ở đây len to của mình sẽ là 2 mũi và bỏ qua một chân sang chân tiếp theo. Đến đây chân rỗng thì kệ nó, chúng ta sẽ sang chân tiếp theo. Đấy. Hai chân cạnh nhau. Cứ hai chân cạnh nhau, sau đó cách một chân ra sang chân tiếp. Còn len cùng màu à, cùng cùng kích thước sợi thì các bạn sẽ 5 mũi, các bạn sẽ bỏ qua cho mình một mũi, đó là một chân nhá. Đấy, mục đích để cho cái tay áo của chúng ta nó ôm vào. Vì đây là dáng hơi bồng nhẹ nhá. Ngoài ra thì các bạn mà tay bắp bắp tay mà to ấy thì các bạn có thể là cách cách 6, cách 7 chẳng hạn. Còn tay nhỏ chúng ta có thể cách 3. Đó. Cách 1 vào đây. Khi mà xong được một hàng này thì các bạn sẽ đưa cái ống tay áo lên bắp tay của các bạn. Nếu vừa rồi thì chúng ta tiếp tục móc, còn nếu mà bị chật thì các bạn phải giãn ra. Đấy, còn nếu mà bị rộng thì các bạn phải co vào. Co vào có nghĩa là từ từ đây là hai thì các bạn sẽ có thể là cách một, cách một mũi chúng ta lại móc một mũi đó. Còn các bạn mà
bị chật ấy, thì các bạn sẽ cách cho mình khoảng 7 đến 8 mũi. Đây, cứ hai mũi liên tiếp lại cách một chân ra. Rồi chúng ta lại móc một mũi ngoặc trước, hai mũi ngoặc trước. Khi mà nó bị cái đến ô lỗ này thì các bạn cứ bỏ qua cái ô này, móc sang ô tiếp theo bằng một mũi, rồi lại một mũi liên tiếp. Sau đó chúng ta mới cách một chân ra. Vậy thì các bạn sẽ thực hiện cho mình tương tự cái mũi ngoặc trước này. Cách hai bỏ một đến cuối hàng để chúng ta móc hàng tiếp theo nhé. Đi đến điểm cuối cùng đây, các bạn cùng nhìn thấy đây. Chúng ta sẽ nối trượt vào đây. Như vậy chúng ta kết thúc được hàng đầu tiên. Thì các bạn sẽ phải đưa ống tay vào xem vừa với cái cổ tay ạ. À, bắp cái cổ trên tay á của các bạn không nhá. Đấy. Và từ đây thì chúng ta sẽ đi vào cái phần cái hàng số 2. Móc rất là đơn giản vì chúng ta đã có cái chân bên trong rồi, bên dưới rồi, nên cao 2 xích. Đến đây này, các bạn sẽ chỉ việc móc vào. Dưới có chân nào, trên chúng ta móc chân đó này, bằng mũi kép ngoặc trước nhá. Đây là kiểu hình thức bo gấu cho tay áo nó ôm và chắc khỏe nhá. Đấy. Vậy thì ở đây chúng ta đang tiếp tục móc hàng thứ hai. Các bạn sẽ thực hiện cho mình tổng có 1, 2, 3, 4 hàng nhá. Được 4 hàng như thế này thì các bạn sẽ dừng lại cho mình là chúng ta kết thúc được cái phần móc gấu tay áo. Sau đó các bạn sẽ đi vào cái phần giấu hết sợi cho mình vào bên trong nhá. Tất cả hai bên tay. Rồi để chúng ta sẽ sang phần số 6, hướng dẫn cho các bạn cái phần cuối cùng, đó là đi bo viền cái phần cổ tim áo này, gấu áo và mở cái khuy áo này nhá. Các bạn thực hiện cho mình tương tự cái phần bo gấu áo đi để chúng ta kết thúc phần 5 tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần số 6. Các bạn chuẩn bị cho mình các nút cúc nhé. Khoảng 4 nút cúc, 4 đến 5 nút cúc để chúng ta đi vào cái phần mở khuy áo. Mình kết thúc phần 5 tại đây.